với vị trí liền kề Thành phố Hồ Chí Minh, cửa ngõ kết nối miền Đông và Tây Nam Bộ, Long An đang nổi lên như một địa chỉ vàng dành cho giới đầu tư và kinh doanh bất động sản. Theo quy hoạch phát triển vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Long An sẽ trở thành đô thị sinh thái, đòn bẩy phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh về khu vực phía Tây. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là khu đô thị hạt nhân trung tâm vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, được quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng hiện đại để kết nối trực tiếp với tỉnh Long An. Tỉnh Long An sẽ tập trung phát triển các khu đô thị vệ tinh tại các địa phương giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh như Bến Lức, Tân An, Đức Hòa để giúp Thành phố Hồ Chí Minh giảm dân về phía Tây, tạo đối trọng phát triển cân bằng với khu Đông và khu Nam. Các địa phương này sẽ phát triển theo hướng hình thành các đô thị sinh thái, kết hợp công nghiệp sạch và nông nghiệp đô thị hiện đại nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ cảnh quan sinh thái và thoát lũ cho tiểu vùng đô thị trung tâm. Để triển khai quy hoạch, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An hoàn thành tuyến đường vành đai 4 trước năm 2020. Theo đó, Long An sẽ là trục hành lang kinh tế lớn phát triển dọc theo quốc lộ 22. Hiện nay, Chính phủ và Long An đang xúc tiến triển khai một loạt dự án xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh với số vốn đầu tư lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, gồm trục giao thông Tiền Giang, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh với vốn đầu tư 230 triệu đô la Mỹ, đường vành đai thành phố Tân An với tổng vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng. Trục giao thông kết nối với đường Mai Bá Hương, Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư hạ tầng vào khu công nghiệp, khu dân cư tại Bến Lức và Đức Hòa với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Cùng với đó là việc Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển khu đô thị cảng quốc tế Hiệp Phước, trong khi cảng quốc tế Long An cũng đang dần nắm giữ vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian vừa qua, hạ tầng kết nối liên vùng của tỉnh Long An đang phát triển rất mạnh mẽ, giúp kết nối thuận lợi với Thành phố Hồ Chí Minh qua các tuyến giao thông huyết mạch như đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Võ Văn Kiệt, quốc lộ 50, bên cạnh quốc lộ 1 và cao tốc Sài Gòn Trung Lương Hiện Hữu. Trong năm 2020, cao tốc Bến Lức Long Thành cũng sẽ được đưa vào sử dụng. Xa hơn nữa, Chính phủ cũng đã quy hoạch đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ đi qua Long An và các tuyến metro 3A, 4A kết nối với tỉnh. Điều này sẽ mở toang cánh cửa kết nối giao thương từ Long An và các tỉnh miền Tây đến Thành phố Hồ Chí Minh cùng miền Đông Nam Bộ chỉ trong 15 đến 20 phút. Những dự án hạ tầng này cũng hứa hẹn sẽ tạo động lực rất lớn giúp thị trường bất động sản Long An phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Ở một góc độ khác, Thành phố Hồ Chí Minh hiện không còn nhiều quỹ đất để phát triển dự án mới, đặc biệt là dự án khu đô thị quy mô lớn. Vì thế, Long An đang nổi lên trở thành điểm nóng thu hút các nhà đầu tư bất động sản bởi mặt bằng giá còn thấp và nhiều tiềm năng. Các tập đoàn lớn như Vingroup, Nam Long, Him Lam, Vạn Thịnh Phát, Thaco và TNT Group đều đã công bố phát triển các dự án ngàn tỷ tại đây trong thời gian tới. Theo thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh đang có khoảng 13 triệu dân, trong khi đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 17 triệu dân. Trong đó, có khoảng 60% là dân số trẻ, được đào tạo bài bản, có việc làm và thu nhập ổn định. Đây chính là nền tảng đảm bảo nhu cầu nhà ở tại Long An sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Ngoài ra, nhu cầu của các nhà đầu tư nhằm đón đầu sự phát triển về hạ tầng cũng mang lại cho thị trường bất động sản Long An ưu thế cạnh tranh đáng kể so với Bình Dương, Đồng Nai hay Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong khi khu vực phía Đông và phía Nam của Thành phố Hồ Chí Minh bất động sản đã tăng vọt trong suốt thời gian dài vừa qua, thì mặt bằng giá khu Tây dù đã tăng khoảng 50-100% trong những năm 2017-2018, vẫn còn khá thấp so với lại tiềm năng sẵn có. Vì thế, nhiều chuyên gia cũng như giới kinh doanh bất động sản so sánh khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận thuộc Long An như viên ngọc quý cuối cùng được ẩn giấu chờ ngày tỏa sáng. Với đà phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và hệ thống tiện ích như hiện nay, chắc chắn thời gian tới, công cuộc phát triển đô thị tại khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Long An sẽ mang một diện mạo hiện đại và sôi động. Qua đó chắc chắn sẽ giúp thị trường bất động sản tăng trưởng vượt bậc.